Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Như Quỳnh, tôi phải uống thuốc ngủ nên ảnh hưởng đến trí nhớ. Vì lịch diễn dày đặc đi khắp nơi, tôi phải dùng thuốc ngủ để đáp ứng được sức khỏe và giữ phong độ trình diễn. Nói đến thuốc thì phải có tác dụng phụ, đó là đôi khi hay quên, dễ quên và mất trí nhớ, nữ danh ca nói. Tối nay, danh ca Như Quỳnh đã xuất hiện tại buổi ra mắt live show. Kết hợp giữa cô và hai người đồng nghiệp thân thiết là Mạnh Quỳnh và Phi Nhung mang tên Chuyện Ba Người. Đây cũng là live show đầu tiên tam ca ăn ý, nhất của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero thực hiện để phục vụ khán giả Hà Nội. Cũng là dịp kỷ niệm tình bạn hơn 20 năm của bộ ba. Xuất hiện tại sự kiện, Như Quỳnh diện đầm đen trơn, màu giản dị nhưng sang trọng. Mặc dù vết chấn thương ở chân vẫn chưa khỏi nên đi lại phải có người siêu, nhưng nữ danh ca vẫn rạng rỡ và trẻ trung ở tuổi 51. Trước câu hỏi về những tin đồn xung quanh việc bị mất giọng hát, Như Quỳnh thổ lộ cách đây 2 năm khi đi hát tại live show ở Việt Nam. Thời đó tôi không khỏe lắm, còn bây giờ lại càng không khỏe. Tôi nói đùa như vậy cho vui thôi, chứ hiện tại đã quen hơn rồi. Trong đời người ca sĩ, không phải lúc nào chất giọng cũng tròn trịa mãi mãi, đôi khi cũng có những trở ngại trong kỹ thuật hay bệnh tật. Nhưng khi chúng ta là ca sĩ thì không ai muốn mình không hát được. Có những tin đồn về việc Như Quỳnh hát không được. Với tôi đó là chuyện bình thường. Bản thân mình không phải thần thánh nên cũng phải có những lúc đau ốm. Thời gian này tôi đã ổn định hơn và hy vọng có nhiều sức khỏe hơn để hát, cống hiến cho khán giả. Như Quỳnh thừa nhận hiện cô vẫn đang phải dùng thuốc ngủ để giữ gìn sức khỏe mới có thể hát tốt. Tôi đã sử dụng thuốc ngủ để giữ chất giọng của mình, có thể do tôi làm việc áp lực quá nhiều khi đi diễn xa ở châu Âu, Mỹ hay Việt Nam. Nhưng khi như vậy thì ngày đêm không còn phân biệt được, nên chỉ có giấc ngủ trên máy bay và không có thời gian nghỉ ngơi. Đó là lý do tôi phải dùng thuốc ngủ giữ được sức khỏe và phong độ để không phụ lòng khán giả. Sử dụng thuốc ngủ thì phải có tác dụng phụ nên đôi khi hay quên và mất trí nhớ. Thật lòng, nếu phải bỏ thuốc ngủ thì khó quá. Tôi hứa sẽ kết hợp hai phần trị liệu, đó là giảm đi liều thuốc và tăng thêm massage tinh thần. Cố gắng kết hợp cả hai để có thể bỏ hẳn thuốc, Như Quỳnh tiết lộ. Như Quỳnh cũng chia sẻ live show lần này, ý tưởng từ Mạnh Quỳnh và cô chị là khách mời. Nhân vật chính là Phi Nhung và anh Mạnh Quỳnh. Tôi nói không biết Mạnh Quỳnh sẽ chuẩn bị gì cho mình, có lẽ anh ấy muốn giấu nội dung để tạo bất ngờ cho ngày hôm đó. Trước đây cũng có những tin đồn về chuyện tình cảm. Trước đây cũng có những tin đồn về chuyện tình bạn của cả ba, nhưng tôi khẳng định là chúng tôi vẫn tốt đẹp. Tôi quan niệm hãy làm tốt vai trò của mình trên sân khấu, còn ngoài đời, ba chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Kể những câu chuyện vui buồn cho nhau nghe, đôi khi ở ngoài đồn thổi, chúng tôi có những gây cấn hay những khó chịu, nhưng những điều đó hoàn toàn không có thật, cô nói thêm. Người bạn thân thiết lâu năm của Như Quỳnh chia sẻ, tôi đã diễn ở Việt Nam cũng như Hà Nội nhiều rồi, thế nhưng lần này cực kỳ hồi hộp và giống như mới bắt đầu về nước. Ở hải ngoại, ba chị em hát chung nhiều, nhưng ở Việt Nam thì chưa. Có thể khán giả sẽ thấy Phi Nhung và Mạnh Quỳnh kết hợp với nhau nhiều quá, nhưng tôi khẳng định là cả hai chưa từng bị kêu nhàm chán và chưa bao giờ nguội. Trong chương trình này, tôi sẽ hát thể loại đặc biệt của riêng mình là dân ca, còn bolero, Như Quỳnh và Mạnh Quỳnh sẽ hát chính. Cả ba cũng sẽ có màn kết hợp với ca khúc Nhẫn Cười, tái hiện lại ca khúc này, dùng sân khấu ở hải ngoại. Tôi muốn kết hợp cả ba với nhau hài hòa và đặc sắc nhất. Đêm nhạc Chuyện Ba Người với sự góp mặt của Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung sẽ tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.